Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. Happy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888 -880 Good morning, Ngọc Lan Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khách thính giả với cà phê sáng và thời sự thế giới trong ngày thứ tư hôm nay. Người lời chào Ngọc Lan. Xin chào anh Thủy, kính chào quý khán giả. Ngọc Lan mới khoe mới đi Disneyland về tuổi này mà vẫn đi Disneyland ha, Ngọc Lan ha. Ngọc Lan đi dự chương trình ngày hôm qua người ta kêu là bắt đầu mở màn cho lễ hội nhân dịp Tết Nguyên Đán ở ngay tại Disneyland. Yeah họ wow. làm bởi vì cái khu vực ở đây á là người châu á đông cho nên á là họ mỗi năm mà những cái nơi đó kiếm tiền mà anh thụy cho nên là họ phải làm sao để mà móc túi được người ta phải bỏ tiền ra ra khi vào trong mình cứ hình dung đó như một cái cái làng của người châu á à, đi thì quá. quý vị sẽ thấy cái bản chân ngọc Lan chưa chuẩn bị hình ảnh được bản chân là có tiếng việt nè rồi tiếng hoa nè với lại tiếng đại hàn tiếng Nam Hàn có ba thứ tiếng như vậy rồi xong rồi họ công phu lắm họ làm ví dụ như tập tục Tết của người Việt Nam họ viết bằng tiếng Việt, tiếng Anh, rồi tập tục Tết người Hoa, tập tục Tết người Hàn. chương trình ở đó sẽ bắt đầu từ ngày 10 ngày 23 tây tháng 1 là ngày hôm qua là bắt đầu rồi kéo dài cho đến ngày 18 tây tháng 2. Uh, Ngọc Lan sẽ có nguyên một cái cái clip liên quan miệng. là đến Đấy. cái đó để cho quý vị thấy họ từ những cái món ăn ví dụ như cái người mà giới thiệu họ nói họ rất là vui khi mà có cái ly cà phê sữa đá Việt Nam ở trong cái mini đó cà phê ừ. sữa đá Việt Nam đậm chất Việt Nam trời ơi, uống nó đậm đậm thật luôn á với lại ở trên là một cái lớp khoai tím. À, bây giờ cái kiểu như ừ. là họ làm form ở trên như vậy rồi có bánh bao Việt Nam có bánh mì bánh mì thịt nướng Việt Nam rồi à. đó bên cạnh những món ăn của người Hoa cũng như là của người đại Đà. Hàn, Quá yeah. tuyệt vời mời quý vị theo dõi phần tường trình đặc biệt của Ngọc Lan à, không có tuổi nào gọi là cao hay là trẻ vào Disneyland cả yeah. cho nên là đây là một cơ hội để đặc biệt những quý vị Việt Nam nào từ các tiểu bang khác tới miền Nam California sẽ có thêm nếu dự trù đi Disneyland thì lẽ đương nhiên là ở Phước Lộc Thọ ở các công viên My Square Park sẽ có các chương trình rồi trên đường Main Street năm nay đặc biệt là lễ hội Tết giáp thìn quá tuyệt vời luôn để quý vị có thể có nhiều sự chọn lựa đi cả tuần lễ luôn sang đây là phải đi cả tuần thế nhưng một tin vui đó là trước khi Tết diễn ra 10 tháng 2 là mùng 1 Tết Thế nhưng trước đó thì mưa tầm tã. Mưa sẽ tiếp tục trở lại bắt đầu vào ngày 30 29 30 mà kéo dài tới năm tây tháng 2. Một điểm đáng chú ý đó thưa quý vị cái tin tức này chúng tôi đã gửi đến quý vị từ thậm chí là 2 năm trước, từ năm ngoái khi cái dòng khí quyển mà trong cà phê sáng chúng tôi đã từng đề cập. Mà điểm đáng chú ý là các nhà khoa học họ đã nhìn thấy trước từ cả mấy năm trước luôn. À, dựa trên cái việc mà tích tụ khí quyển rồi à, độ ẩm áp suất từ xa từ Thái Bình Dương từ cái khu vực ở phía Bắc ở trên Alaska Hawaii và họ tiên đoán mưa sẽ nhiều như thế nào từ 2023 và bây giờ 2024 hiện tượng El Nino vẫn còn tiếp diễn và vì thế chúng ta sẽ còn thấy mưa tiếp tục và đây là một vấn nạn rất lớn hiện nay, đặc biệt cho quận San Diego của California. Quận San Diego ngày hôm qua, ông thị trưởng của cái khu vực mà bị uh, lũ lụt nặng nề đã, đã gặp phải sự chỉ trích của người dân, bởi vì uh, có nhiều cái ống thoát nước mà thành phố thực sự mà nói đó, từ ngân sách cho đến các nỗ lực đã không có kịp thời uh, nạo vét các uh, các vùng cống để có thể nước thoát kịp thời. À, các cư dân đặc biệt là trong cái khu vực Mountain View, uh, National City, uh, San Diego cả quận mà lớn có những thành phố nhỏ, thí dụ như quận Cam mình có Midway City, Westminster Garden Grove. Thì San Diego cũng thế nữa. Có những cái khu vực trũng nằm giữa núi, đồi núi và biển thì những cái khu vực trũng này lại là những cái khu vực mà có cái hệ thống thoát nước yếu kém lại là những khu của người lao động nữa ngọc lan khổ như vậy và những người những cái căn nhà lao động hàng trăm căn nhà hàng ngàn căn nhà này có nhiều người không mua bảo hiểm flood insurance bảo hiểm lũ lụt và vì thế cái chính sách của hãng bảo hiểm họ không có đền thì bây giờ không biết được là senegal à, khi mà tuyên bố tình trạng khẩn cấp á, là kêu gọi sacramento hỗ trợ thì lần này Nghĩa là chưa kịp dọn dẹp xong thì sắp tới đây họ lại chuẩn bị một đón một trận mưa mà họ nói rằng rất là ướt át. Mưa kéo dài cả tuần. Có nghĩa là không phải lúc nào cũng mưa nhưng mà có thể sẽ có những cái trận mưa kéo dài hai ngày liên tục. Như hôm cuối tuần vừa qua chúng ta nhìn thấy và gây ảnh hưởng đến San Diego. Thì lần này họ nói à, cái bầu, cái dòng sông khí quyển ở trên cao đó thưa quý vị. Nó di chuyển từ Alaska và băng qua Uh, Oregon, Seattle, và gây ảnh hưởng luôn cả phía Nam, tức là California nữa. Và cái dòng sông khí quyển này, tại sao gọi là dòng sông khí quyển? Nó như một cái con sông mà trên trời. Một lần. Sông trên trời thì quý vị tưởng tượng, khi mà thay đổi áp suất và nhiệt độ thì chúng trúc suốt một cái lượng nước mưa khổng lồ. Hiện nay đó, câu hỏi đặt ra là sẽ có bao nhiêu mưa rơi xuống thì các nhà khoa học họ nói là khó đoán lắm bởi vì à, cái khí khí quyển và cái áp suất cũng như nhiệt độ của mỗi một khu vực từ Washington State, à, Seattle xuống tới miền Nam California, quận Cam, Los Angeles, San Diego chưa biết được là bao nhiêu nhưng mà nó sẽ từ 3 inches <laughs> vừa rồi San Diego bị cái trận mưa vừa rồi là 3 inch đó họ nói rằng Mưa xuống quá nhanh, quá nhiều cùng một lúc thì không thể nào mà các à, cái khu vực trũng mà chịu đựng được. Ngay cả xa lộ 5, xa lộ đi xuống phía nam của Senegal cũng không thoát nước kịp. Thì bây giờ trong thời gian này cho tới ngày 30 tháng 1, tuần tới thứ ba đó thưa quý vị. Thì theo dự trù mưa bắt đầu sẽ xuất hiện à, phần lớn là ở phía bắc phía bắc của nước Mỹ, phía tây bắc của nước Mỹ, Alaska đi xuống bởi vì cái dòng sông khí quyển nó chạy từ phía bắc xuống thì nó chạy dài xuống phía nam. Thì đây là những cái khuyến cáo để tất cả người dân họ nói rằng cả bao nhiêu chục triệu, hàng trăm triệu người sẽ bị ảnh hưởng bởi cái dòng khí quyển này. Có một nghiên cứu nói rằng đó, trong thời gian qua thì nhiều nhiều những nơi người ta để cho khách hàng đó tự tự check cái uh, khi mà mua hàng xong thì đi ra là tự phải uh, uh, check out hình như có nghe tiếng rồi á, uh, yeah. <laughs> hình như Ngọc Lai có nghe tiếng hy vọng là quý vị cũng sẽ nghe tiếng uh, thì người ta nói rằng á khi mà khách hàng ra rồi uh, tự mình tính tiền á thì người ta không có hài lòng bằng cái chuyện họ mua hàng ra và có người uh, uh, dạ, uh, kiểm tra ví dụ khác. check hàng rồi chất vào yeah. xong xe cho họ Ờ, lý do tại sao lại là như vậy xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại